Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Yohei Vlog. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng sao lưu hình ảnh video trên đám mây, rất là ok, xài rất là thoải mái, thay thế cho Google Photo. Thì cái ứng dụng này nó sẽ tặng cho các bạn một cái không gian lưu trữ rất là lớn, lên tới 1 TB. Oh my god. Wow. Tương đương với 1024 GB, thì các bạn có thể lưu trữ khoảng 300.000 tấm ảnh, 2.500 đoạn video bộ phim, hoặc là 6,5 triệu cái tài liệu nha các bạn. Thì một cái dung lượng miễn phí rất là khủng khiếp. Thì mình sử dụng cái ứng dụng này để thay thế cho Google Photo. Thì trước đây Google Photo nó sao cho mình sao lưu miễn phí hình ảnh và video tự động, nhưng mà kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 thì nó không còn miễn phí nữa. Oh no. Nó chỉ hỗ trợ tối đa 15 GB, và sau 15 GB thì các bạn phải đăng ký trả phí để các bạn nâng cấp lên gói dung lượng cao hơn thì mới sử dụng được cái Google Photo. Thì mình trước đây mình sử dụng Google Photo rất là quen thuộc luôn. Thì những hình ảnh mà mình chụp lại á, mình quay video thì nó tự động nó up lên để nó lưu trữ và dự phòng cho mình, đồng bộ lên tất cả các thiết bị luôn. Nhưng mà từ khi mà nó không còn hỗ trợ nữa thì mình những cái tấm ảnh và video mình không biết lưu ở đâu, nó lưu trên máy nó đầy, điện thoại nó đầy lên thì mình không biết lưu ở đâu. Mà những cái đoạn video và cái hình ảnh đó thì nó rất là quan trọng đối với mình. Thì mình đã tìm ra một cái giải pháp mới, đó là dùng cái ứng dụng Terabox để lưu trữ cái hình ảnh và video trên đó. Ok, bây giờ mình cùng nhau trải nghiệm nha, mình tải về mình sử dụng thử thêm cái ứng dụng này nó có ok không nha. Tại vì mình thấy nó tặng cái dung lượng rất là lớn, lên tới 1024 GB. Thì chắc là nó cũng ok thôi. Ok, bây giờ mình sử dụng thử nha. Ok, let's go. Đầu tiên ở trên các dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo thì các bạn vào cái ứng dụng CH Play. Rồi các bạn gõ cái từ khóa là Terabox. Ok, ứng dụng lưu trữ đám mây nè. Đó. Có cái hình đám mây với mũi tên đi lên để chữ để cái số 1024 GB nè. Rồi mình tải sẵn rồi, bây giờ mình bấm mở nè. Ở đây thì nó sẽ cho mình đăng ký với những cái tài khoản như là tài khoản Google, tài khoản Facebook, hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là địa chỉ email. Đó, nếu mà các bạn xài trên cái iPhone các bạn có thể sử dụng ID Apple nha. Rồi ở đây thì mình xài thiết bị Android thì mình đăng nhập tài khoản Google luôn cho nó tiện nha. Rồi mình đăng nhập vào tài khoản Google luôn. Đó, rất là nhanh luôn các bạn, chỉ cần đăng nhập sẵn bằng tài khoản Google luôn là nó vào luôn. Đó, đây quản lý tài khoản nè. Đây là tài khoản miễn phí thì nó sẽ cho mình dung lượng là 1024 GB, dung lượng miễn phí vĩnh viễn luôn, 1 TB. Ở đây nó sẽ tự động sao lưu hình ảnh thôi. Ở phiên bản miễn phí á, ở bản miễn phí thì nó sẽ tự động sao lưu hình ảnh. Nếu các bạn muốn sao lưu tự động sao lưu video thì các bạn phải trả phí để nâng cấp lên trả phí nha. Rồi đó, ở đây nó sẽ đưa ra, nó lọc ra những cái mục mà các bạn cần sao lưu. Ví dụ như các bạn muốn sao lưu cái mục nào, hình ảnh nào trong máy á, thì các bạn bật nó lên. Thường thì nó sẽ mặc định nó bật cái sao lưu trên camera thôi nè. Các bạn phải chọn ít nhất một cái album để sao lưu, nó tự động sao lưu cái mục camera, nghĩa là mình chụp hình tấm nào thì nó sẽ tự động mà tải lên hình tấm đó. Còn các bạn muốn sao lưu những cái mục khác thì các bạn bật nó lên. Ví dụ như mình sao lưu cái mục download nè, đó thì mình bật nó lên, còn không thì mình tắt nó đi. Đó, đây là tài khoản miễn phí thì nó sẽ tự động sao lưu ảnh thôi chứ video nó không sao lưu. Rồi ở trong đây nó có cái kết sắt nè. Đó, các bạn có thể lưu những cái hình ảnh riêng tư nhạy cảm thì các bạn có thể lưu vào đây và sử dụng mật khẩu để bảo vệ. Đó, các bạn bấm vào đây để tạo mật khẩu nè, mở không gian bảo mật nè. Đó, các bạn tạo mật khẩu. Đó, tạo mật khẩu nhập 4 chữ số để các bạn lưu vào đây để bảo mật hơn hình ảnh, những cái hình ảnh quan trọng để mình lưu trữ không cho người khác truy cập vào á. Ở cái ứng dụng này, Terabox này, nó sẽ có một cái cam kết về quyền riêng tư cho người dùng. Đó, mình bấm vào cài đặt mình xem nè. Bấm chữ about này về nè. Đó, thỏa thuận người dùng. Đó, nó cũng có quy định pháp luật rồi trách nhiệm của người dùng nè. Bản quyền phần mềm, ok. Rồi thỏa thuận quyền riêng tư. Đó. Đây là những cái bản cam kết cho chính sách quyền riêng tư của Terabox. Như là chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ việc cung cấp đó là bắt buộc do bất kỳ trường hợp nào sau đây. Chúng tôi được yêu cầu hợp tác với các tổ chức chính quyền địa phương hoặc là đại diện của họ để thực hiện nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ theo luật và quy định hiện hành gì đó. Cái này là những cam kết thỏa thuận về quyền riêng tư đối với những người dùng nha các bạn. Cho nên là tạm thời mình cứ tin tưởng mình dùng thôi. Nhưng mà nếu để đảm bảo thì các bạn nên lựa chọn những cái nội dung mà các bạn tải lên để sao lưu, để không có xảy ra những rắc rối về sau. Rồi tiếp theo, các bạn có thể vào cái mục cài đặt, các bạn có thể cài đặt những cái thông số, những cái tính năng như là vị trí tải xuống mặc định này. Các bạn chọn vị trí để tải xuống những cái hình ảnh mà các bạn sao lưu. Rồi ở đây các bạn có thể đặt mật khẩu để khóa màn hình, mật khẩu kết sắt hoặc là xóa tài khoản luôn. Rồi các bạn chọn cái tên tệp quá, nếu mà cái tên tệp quá dài thì nó sẽ hiển thị xuống dòng. Rồi các bạn chỉ truyền tải khi kết nối wifi. Để mình tiết kiệm dữ liệu trên điện dữ liệu 3G 4G thì các bạn nên tải hình ảnh sao lưu hình ảnh khi có kết nối wifi thôi. Đó, hoặc là các bạn chọn chế độ ban đêm nè, đó nó sẽ mờ. Chế độ ban đêm thì nó ánh sáng sẽ mờ xuống. Rồi tẹp nè. Nó sẽ có hai mục. Các bạn có thể tạo thêm thư mục mới nè. Tạo thư mục mới các bạn ghi lên để lưu trữ nha.
ảnh đẹp chẳng hạn. Ok, mình nhấn vào cái thư mục này, rồi mình nhấn vào cái chỗ tải tẹp lên đó, mình chọn tải tẹp lên, tải hình ảnh lên nha. Đó, ví dụ mình chọn cái hình ảnh này mình tải lên nè, cô gái này mình tải lên đó. Hình càng nhẹ thì nó tải càng nhanh nha các bạn. Đó, mình bấm vào làm mới thì nó sẽ hiển thị cái ảnh đã tải lên đó, mình bấm vào mình xem nè. Cái hình này là 459 KB đó, mình sau khi tải lên là 459 KB. Rồi mình vào mình xem lại cái tẹp góc trên máy nha. Và tẹp góc trên máy là 471 KB thì nó giảm một ít thôi các bạn, không có đáng kể nha các bạn. Nó hình ảnh vẫn chất lượng vẫn ok, vẫn đẹp, vẫn ổn nha các bạn. Đó, các bạn có thể tải xuống hoặc là bấm chia sẻ nè, bấm chia sẻ cho gửi Facebook hoặc là gửi email, sao chép cái link này các bạn chia sẻ cái hình ảnh này cho bạn bè hay người khác cũng được. Rồi giờ mình thử tải một cái video lên nha. Tải video lên, chọn video, nó sẽ lọc ra những cái video mà các bạn muốn tải lên. Đây, tải ra, tải cũng rất là nhanh các bạn, không làm mới nè. Rồi, các bạn có thể xem trực tiếp cái đoạn video ở trên này luôn, các bạn có thể xem trực tiếp trên cái ứng dụng của Terabox luôn các bạn. Đó, ok rồi, bây giờ ví dụ như mình xóa, lỡ tay mình xóa trên điện thoại một cái tấm hình mà quan trọng của mình thì mình ví dụ mình xóa đi, xóa lỡ tay mình xóa rồi, mình xem lại trên cái Terabox thử xem nó còn không nha. Ok, nó vẫn còn nha các bạn, tại vì mình đã sao lưu trước đó một tấm ảnh rồi. Còn cái ảnh gốc trên máy, trên điện thoại thì mình xóa thì nó cũng vẫn còn sao lưu trên này nha, cho nên là không vẫn còn tải xuống được nha các bạn. Này, mình tải xuống nè. Cho nên là khi mình điện thoại mình bị hư hay là bị sao đó mà lỡ mất dữ liệu hình ảnh thì mình vẫn có thể lấy lại hình ảnh bằng Terabox nha các bạn. Vào cái album thì nó sẽ chia ra nhiều thư mục nha các bạn. Những cái hình ảnh trên máy nè, những cái hình ảnh đã sao lưu trên đám mây nè, nó cũng chia ra theo từng mốc thời gian thời điểm để các bạn dễ tìm kiếm. Sau này tìm kiếm theo mốc thời gian thì nó dễ hơn, nhanh hơn. Nó những hình ảnh mà các bạn chụp vào thời điểm nào thì các bạn có thể tìm vào đúng thời gian đó. Các bạn có thể đăng nhập cái Terabox trên trang web để xem lại nha các bạn. Ở trên máy tính các bạn cũng có thể xem trên máy tính luôn, nó đồng bộ trên chung một tài khoản luôn các bạn. Các bạn có thể xem cái hình ảnh của mình đã tải lên trên trang web trên máy tính cũng được. Đó, các bạn chỉ cập vào trang web này, nó sẽ đồng bộ tẹp trên máy tính và di động để đạt được sự đồng bộ đa thiết bị. Nghĩa là các bạn chỉ cần đăng nhập vào terabox.com để các bạn có thể xem được hình ảnh video mà các bạn tải lên bất cứ ở chỗ nào, bất cứ cái thiết bị nào luôn các bạn. Cái dung lượng 1 TB thì giúp cho bạn có thể giải phóng không gian lưu trữ trên điện thoại và máy tính rất là hay. Nó làm chống bộ nhớ trên điện thoại các bạn để các bạn có thể lưu trữ được nhiều hình ảnh hơn và chụp được chụp hình và quay phim được nhiều hơn. Nếu mà không có cái giải pháp nào thay thế thì mình tạm thời mình sử dụng cái Terabox để mình sao lưu ảnh tạm thời cho mình. Còn về lâu về dài thì mình chưa biết, mình phải thử nghiệm mới biết được. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng trên Google Photo luôn thì các bạn phải nâng cấp lên gói trả phí để mua thêm gói dung lượng để cho mình không gian lưu trữ cao hơn, nhiều hơn. Còn đối với những bạn mà xài iPhone đó, thì các bạn có thể cũng có những cái dung lượng miễn phí trên iCloud. Thì nếu mà hết dung lượng miễn phí thì các bạn có thể là nâng cấp lên gói trả phí để mua thêm dung lượng để sử dụng cho nó không có không gian lưu trữ nhiều hơn. Rồi, cái chi phí thì nó cũng rẻ, tương đối rẻ chứ không có mắc nha các bạn. Đó, các bạn muốn đảm bảo an toàn hay là yêu thích cái ứng dụng nào thì các bạn nâng cấp lên sử dụng cái ứng dụng đó. Còn những dữ liệu nào các bạn tạm thời muốn lưu trữ thì các bạn có thể sử dụng Terabox để lưu trữ trong thời gian tạm thời hoặc là phục vụ công việc nhất định nào đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Năm mới chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn, đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye, see you again.